Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Kính thưa quý vị, chương trình chúng tôi được phát trên 57.7 mỗi thứ năm từ 7 giờ đến 8 giờ và chương trình sẽ được phát lại vào lúc 1 giờ sáng ngày thứ sáu và sau đó là 11 giờ sáng ngày thứ sáu. Đây là một trong những cái chương trình chúng tôi đã được phát đi trên làn sóng 57.7 gần có trên 6 năm nay. Và hôm nay thì hân hạnh được chào đón quý vị, đặc biệt chúng tôi có hai người khách có thể nói là khách quý của chúng tôi. Kính thưa quý vị, đó là Linh Mục Chu Vinh Quang. Chúng tôi xin gửi lời chào đến Linh Mục Chu Vinh Quang. Và chào anh, cũng như chào tất cả quý khán giả của đài. Chắc quý vị biết Linh Mục Chu Vinh Quang là một trong những thuyền nhân đến định cư tại Hoa Kỳ vào những thập niên 70 và 80. Ngài hiện nay là một Linh Mục Chánh xứ St. Mary by the Sea của địa phận Orange. Linh Mục về làm Chánh xứ ở đây lâu chưa thưa Linh Mục? Dạ thưa anh, cũng được 5 năm rồi. 5 năm rồi Linh Mục. Thưa Linh Mục, chánh xứ của Linh Mục có cái gì? Cái xứ của Linh Mục có gì đặc biệt thưa Linh Mục? Tương đối thì cũng chẳng có gì đặc biệt cả đó, thì hầu hết là Mỹ trắng nhiều, 80% là về hưu. Cho nên nói đến mà vấn đề tài chính như thế nào thì là stable income. Cho nên nhiều khi tôi vẫn nói giỡn với anh chị em là có thăm tôi thì bây giờ nó là by the sea, đừng đợi đến under the sea thì, thì nó không còn cái nơi tôi dạy đi đâu. Nếu quý vị thăm viếng thăm Linh Mục Chu Vinh Quang thì quý vị thăm những cái lúc nào mà không có sông thần thì quý vị đến thăm mà đó có sông thần cũng rất nghĩa. Nhưng mà có một điều chắc như vậy là giáo xứ của Linh Mục theo cái thống kê bây giờ cho biết thì nghiêng về ông Donald Trump nhiều. Cái đó thì cũng không biết là vì mình trong cái vai trò của mình lãnh đạo thì mình không có nghiêng về lại đâu cả. Cho nên vấn đề ở dưới đó thì tương đối là họ chống phá thai. Cái đó là điều quan trọng. Là vì sự sống là cái điều quan trọng. Thưa Linh Mục, chắc thế nào cũng hỏi Linh Mục về một vài ý kiến về cái đạo luật, những cái điều mà hai ứng cử viên đưa ra. Và bên cạnh chúng tôi thì kính thưa quý vị biết luật sư Nguyễn Quốc Lân thì ông là hiện nay cũng là một vị dân cử trong cái quận Cam của chúng ta. Thì kính chào luật sư Nguyễn Quốc Lân. Dạ vâng, xin chào Đoàn Trọng, xin chào cha Đồng Phương, chú Vinh Quang, xin chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trước khi đi vào chương trình thì chúng tôi xin thay mặt cho khán thính giả của mỗi tuần vấn đề xin trân trọng gửi lời cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Lân vì luật sư đã dành một thời giờ rất lớn để giúp cho chúng tôi tìm hiểu tất cả những cái proposition, tất nhiên là từng cái dự luật để đưa ra trong cái cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Lân. Trước tiên thì chắc luật sư và Linh Mục có theo dõi cái cuộc debate ngày hôm qua không thưa Linh Mục? Hôm qua thì không có cơ hội để theo dõi nhưng mà có thâu rồi nhưng mà cũng chưa xem lại. Cũng chưa xem nhưng lại. Mà đọc báo thì có xem, có theo dõi trên báo chí. Sau khi theo dõi trên báo chí thì Linh Mục có cái cảm nhận như thế nào về cái cuộc tranh luận cuối cùng của hai vị ứng cử viên tổng thống mà có thể nói báo chí truyền hình một năm qua đã nói đến rất nhiều về hai nhân vật này thưa Linh Mục? Thưa thì phải nói rằng là hai người thì tôi thấy là ai cũng giành cái quyền cho mình cả để được thắng cử cả. Nhưng có một điều mà tôi nhận thấy cả hai ứng cử viên không nhìn cho mình một tương lai cho quê hương đất nước của mình. Mà hầu hết là chỉ có đánh với nhau thôi. Cá nhân với cá nhân soi bói lẫn nhau. Mà không có một cái nhìn gì về tương lai. Mình phải đặt cái kế hoạch làm sao khi mình thắng cử thì mình sẽ làm như thế nào để cho đất nước mình thứ nhất là lên. Và thứ hai là kinh tế được tương đối. Thứ ba là vấn đề quốc phòng mình cũng được ổn định. Rồi thứ bốn là cho dân chúng cũng được, mình gọi là quốc an thì nó tương đối, nó vẫn tốt hơn. Thì đó là những cái vấn đề mà tôi chưa thấy có những ứng viên nào mà nhìn thấy rõ ràng trong vấn đề đó cả. Mà chỉ có chạy quanh trong vấn đề của cá nhân với cá nhân mà thôi. Là một linh mục linh hướng cho tất cả những giáo dân công giáo trong giáo xứ St. Mary by the Sea. Thưa linh mục, nếu những cái băng của ông nói chuyện gọi là trong locker room của ông Donald Trump được đưa ra với thuần túy một người công giáo thì linh mục nói gì về giáo dân, về những người mà họ sẽ là điều khiển quốc gia này, lãnh đạo cái quốc gia này phát ra những cái lời nói như vậy thưa linh mục? Thưa rằng là riêng cá nhân tôi đó thì tôi thấy là cái chuyện ông Donald Trump là cái người gọi là từ xưa đến giờ chưa vướng vào cái chính trị nào cả. Và hầu như ông là một movie star thật lớn và thành công trên vấn đề đường đời. Cho nên những cái chuyện nói, có thể những cái chuyện đó là vui miệng để nói, thì nói cho nó vui miệng. Chúng ta thấy bao nhiêu tài tử Hollywood cũng vướng vào những cái chuyện đó. Nó rất là rõ ràng. Thì cái chuyện nói đó, nhưng mà vấn đề cái quan trọng là vấn đề truyền thông, truyền hình cũng như vấn đề cá nhân thì nó là không nhìn rõ một vấn đề để rồi mình thấy rằng cái vấn đề cá nhân nó là của cá nhân
mà cái gì vấn đề nhìn chung cho đất nước, vận mạng đất nước, nó là phải của đất nước. Thành thử ra tôi thấy những cái chuyện mà nó nói trong phía đằng sau đó thì nhiều khi mình nói cho vui miệng mà là quên đi tắt cái microphone. Wow. Thưa luật sư Nguyễn Quốc Lân, vừa rồi Linh Mục Chu Vinh Quang đã nói rằng hai ứng cử viên chưa đưa ra một cái vấn đề chính sách hay là một cái quan điểm lập trường tương lai cho Hoa Kỳ sáng giá để cho chúng ta có thể theo dõi. Nhưng mà cái cương vị một vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo thì chắc có lẽ một cái vấn đề mà ông Donald Trump đưa ra thì giới truyền thông cũng cho là một cái vấn đề sáng giá, vì ông cương quyết bảo vệ và ông cho rằng tôi là người pro-life, tôi không thể chấp nhận cái vấn đề abortion, và hiện nay thì không, ông không muốn override được cái đạo luật mà đã được tối cao pháp viện chấp nhận. Thì cái điểm đó có phải là một cái điểm, thưa Linh Mục nghĩ sao về cái quan điểm của ông Donald Trump về vấn đề pro-life và anti-abortion, thưa Linh Mục? Cái vấn đề thì chúng ta thấy ngay từ đầu, thượng đế mình phải chứng nhận như vậy, tôn giáo nào cũng thế, cái sự sống là nó có ngay từ đầu và cái sự sống đó được tôn trọng. Và cái điều quan trọng nhất mà ở trên nước Hoa Kỳ này lúc nào cũng nói về sự sống và bảo vệ sự sống. Nhưng mà bảo vệ sự sống đó không có nghĩa là khi đứa bé được chào đời ra mới gọi biết bảo vệ sự sống, mà bảo vệ sự sống đó, cái mầm sống đó, đó phải được khi hai người, người nam người nữ kết tinh với nhau thì nó là có mầm sống. Và vì thế cái mầm sống đó nó không phải là một con quái vật nào cả, mà mầm sống đó là một con người. Cho nên khi mầm sống đó được nuôi dưỡng và lớn lên 9 tháng 10 ngày thì cái mầm sống đó bắt được sinh ra ngoài đời. Thì nếu mình đã nói cái vấn đề là bảo vệ sự sống thì mình cũng phải bảo vệ sự sống ngay từ đầu và cho đến khi chết. Đó là cái vấn đề. Về phương diện một luật sư, theo hiến pháp của Hoa Kỳ quy định thì thế nào là một con người chưa sinh ra đời, thưa luật sư? Vâng, đây là quan điểm chung của cái hai cái khuynh hướng của đảng Dân Chủ Cộng Hòa, của Bảo Thủ và Cấp Tiến. Với diện hiến pháp và luật pháp thì đây là một cái cũng ảnh hưởng, là tại vì cái quyền được quyết định cho riêng tư, cái quyền người quyết định của người phụ nữ nó không nằm trong hiến pháp. Thực ra hiến pháp nó không có cái quyền right to privacy, nhưng mà các vị chánh án họ viện cớ như thế nào đó, họ viện cớ yến kiến làm sao đó, họ chữa thành cái quyền như privacy và họ nói cái quyền privacy đó đã áp dụng trong cái quyền quyết định cho phá thai hay không. Vâng. Mà cái đó, cái lấn cấn của bên phía đảng Cộng Hòa, họ nói rằng các vị chánh án này, quý vị không có được làm như vậy, quý vị chỉ việc giải thích cái hiến pháp như thế nào thôi, quý vị không có được lấy một cái ý kiến nào đó bỏ trong hiến pháp và nói rằng hiến pháp bắt buộc như vậy. Cho nên đó là cái vấn đề tranh chấp hai bên, và cái vấn đề bổ nhiệm vào thẩm phán vào cái chức vụ tối cao pháp viện nó rất là quan trọng. Thế tôi xin hỏi luật sư một câu rất ngắn, một người nursing hay là một người phụ tá, vấn đề sinh đẻ họ vô ý hay là cố tình làm cho đứa bé vừa mới ra đời chết, cái đó có tội không? Hay là cái người sự làm cho đứa bé ở trong bụng chết có tội? Hai cái đó người nào có tội? Sơ ý vô tình không phải là có tội, cái đó là cái chuyện lỗi lầm. Cái chuyện mà cố ý làm, nhưng họ cố ý thì có tội không, thưa luật sư? Đương nhiên cố ý là việc họ làm là có tội. Thế thì trước khi mà cái đứa bé ra chào đời, người ta hủy diệt đứa bé ở trong bụng, cái đó có tội không? Đương nhiên cái đó là có tội. Cái vấn đề là phải định nghĩa là khi nào cuộc sống bắt đầu. Yeah. Một bên phía Dân Chủ họ nói rằng cái đó là quyền của người phụ nữ, cái quyền của người mẹ, không ai, chính phủ không có nên can hệ vào cái quyền của người mẹ, không làm gì thì làm. À. Một bên kia thì họ nói rằng wow, tôi biết quý vị phụ nữ có quyền, nhưng đây là cái quyền của trẻ thơ vô tội, cái quyền của đứa con, cái quyền của đứa bé. Quý vị có làm gì đó, cái quyền của quý vị cũng bị giới hạn. Phải lo bảo vệ cái quyền của người trẻ em cái đã, rồi mới nói tới chuyện quý vị của sau. Như là chúng ta vẫn thường bảo vệ cái người trẻ em trước, rồi mới nói chuyện bảo vệ của người lớn. Thế thưa luật sư, ngày mai đứa bé ra chào đời, người mẹ quyết định tôi không muốn nhìn thấy đứa bé nữa, trục xuất nó, abortion nó. Người phụ nữ đó người mẹ không có cái quyền đó, cũng như người mẹ cũng không có quyền thấy đứa con của mình, tao không thích nuôi mày nữa, tao liệt mày thùng rác. Nhưng mà ở trong bụng thì như thế nào, thưa luật sư? Tất cả mọi người chúng ta đều có quyền bảo vệ đứa bé ở trong bụng. Yeah. Cũng như là ai đánh một người phụ nữ lúc mang có bầu một tháng mà vẫn nói là đánh chết người con đó. Yeah. Và ai có con chỉ mới có 2 tuần thôi mà nghĩ là con của mình họ vẫn thương yêu cái đó. Không lý do tự nhiên một người khác lại nói là 3 tháng, 4 tháng, tôi không cần thiết, tôi không, cái đó tôi không là cái gì với tôi hết. Thì cái đó nó hơi nghịch lý là như vậy. Vâng, kính thưa quý vị, câu chuyện còn dài, quý vị cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề và chúng tôi sẽ lại cho quý vị trong giây lát.